Dịch ra! Chúng mày nhìn cái gì? Giúp tôi với! Đánh nó cho tao! Chết! Chết! Ê! Ê! Nào! Chung đây! Chung đây! Tôi không thích ăn thịt mỡ. Dịch ra! Chúng mày nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Hả? Rõ ràng, đây là nơi cuối cùng nó xuất hiện. Chắc chắn phải để lại dấu vết gì đó. Nó mất tích được tròn một tiếng rồi. Rồi nhá, định chạy thoát khỏi tay chị hả? Đừng có mà mơ. Này đứng lại. Mình ngửi thấy có cái mùi bất ổn ở đây. Vụ con chó mất tích của cô hàng xóm coi như là xong. Thế mà con chó đấy nó lại cắn mình một phát. Cái mông của mình bây giờ vẫn còn thấy nhức. Chẳng nhẽ lại cắn lại nó. Nhưng mà chẳng biết ơn gì cả. Em mập này. Bảo sao hôm nay nó nghỉ? Chắc không đi học nữa rồi. Con mập đi đâu rồi? Có chuyện gì mà lại bàn tán rôm rả thế nhỉ? Tôi đã làm gì sai để các người xà đạp lên thân thể tôi, để sỉ nhục, vỡ vợ với tình cảm của tôi? Đã bao giờ con người coi tôi là con người chưa? Đến nơi cuối cùng tưởng chừng an toàn nhất cũng chỉ lợi dụng tôi. Tôi đã làm gì sai để các người xà đạp lên thân thể tôi, để sỉ nhục, vỡ vợ với tình cảm của tôi? Con mới chả fashion. Cái loại nhát cái vô tích sự như nói chỉ làm được cái gì? Nó có chết thì cũng chẳng có ai quan tâm đâu. Đúng là cái loại trẻ trâu. Chắc là nó muốn mọi người chú ý đến nó, cho nên mới phải làm cái trò này đấy. Nó nghĩ nó là cái rốn của vũ trụ chắc. Có mà rốn của vũ trụ mỡ thì có ấy. Thôi, vào lớp đi. Mình chọn chỗ ẩn nấp như thế này, chắc chắn là sẽ không ai phát hiện ra. Đúng là thiên tài thì không cần đợi thời mà. Ê, con kia lại chuyện dở hơi gì không biết nữa. Đúng là đồ liên tiên.
Thôi kệ đi. Sao lại chập tròn thế nhở? Nghe chẳng ổn định gì cả. Ôi, bẹp hết của tôi rồi. Cậu này, cậu đi đâu ấy? Cậu làm hỏng của tôi, cậu không xin lỗi. Cậu còn chạy đi đâu hả? Giúp tôi với. Giúp cái gì, cậu có biết không? Tôi phải nghiên cứu bao nhiêu ngày mới làm ra được cái này. Mất mấy đêm của tôi đấy, cậu đền cho tôi đi. Tôi xin lỗi cậu. Nếu mà không giúp được gì, cậu lại tôi đi đấy. Tôi đang vội lắm. Này, tôi cũng vội mà. Đừng im đấy. Đừng lại. Alo, mẹ à, con đây. Alo, tao không nghe gì nhở? Alo mẹ à. Dạ. Bỏ nữa. Dạ vâng, con về đây ạ. Người đâu rồi? Mà thôi, đi về đã, không mẹ chửi chết. Thôi, không liên quan gì đến mình cả. Kể cũng tội, mà thôi, cũng kệ. Hình như hôm nay kiểm tra. Cái trang tìm việc.com.vn này hay này. Mình phải vào đây xem thử. Biết đâu trong này lại tuyển nghề thám tử. Mập này, chắc lần này nó nghỉ học luôn quá. Thấy thầy cô bảo không liên lạc với bố mẹ nó cơ mà. Bị đối xử thế, không sao nó trụ được. Thế là kinh rồi. Đi thôi, đi. Chuyện này chắc chắn là không phải lỗi do mình đâu. Không liên quan gì đến mình cả. Làm cho Mập mất tích xong đến để xóa chứng cứ à? Bắt được quả tang rồi nhá. Ây da, ây, nào, Trung đây. Trung nào, lừa tôi. Mất tôi để đâu đấy, đeo kính vào. Trung à, mà cậu làm gì ở đây? Thì sao cậu lại ở đây? Hay nhở, lén lút. Nhìn cái mặt của cậu là tôi thấy nghi lắm đấy nhá. Thôi, có việc, đi về trước đây. Đứng lại. Có phải chính cậu là người khiến cho Mập phải nghỉ học đúng không? Đừng có nói vớ vẩn nữa. Tôi làm thế thì tôi được cái gì? Bây giờ Mập nghỉ học, mọi người không ai quan tâm. Vậy tại sao cậu lại ở chỗ bàn của Mập làm gì? Tôi chỉ muốn tìm hiểu thôi. Sao lại phải tìm hiểu? Lần sau ấy, anh chị nói phải nghe. Chứ cứ cái anh em nhảy thế này, lần nào anh tổng quất mà anh cũng thấy mệt. Nghe chưa? Đi. Đấy, tôi từng là nạn nhân của những trò bắt nạt, đến mức phải chuyển rất nhiều trường. Thế nhưng mà thường ngày cậu võ vẽ kinh lắm cơ mà. Hóa ra học cũng chỉ để đấy thôi à? Ăn đòn nhiều quá, phải học để tự vệ. Đến khi tôi chuyển đến cái trường này, tôi phát hiện ra cũng có nhiều người bị như tôi.
Và tôi muốn bảo vệ những người đấy. Tôi cũng bị bắt nạt này. Cậu dạy võ cho tôi đi. Tôi sẽ thay trời hành đạo, đòi lại công lý. Sở hơi. Này, tôi đã nói xong đâu. Tôi với cậu hợp tác cùng nhau giúp bọn đi. Không, tôi thích làm việc một mình. Không có tác dụng đâu. Cuộc đời này tôi cũng chưa bao giờ nhờ vả ai cái gì cả. Tôi biết mà, sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Cuộc sống mà. Tôi nghĩ chắc chắn rồi, quyết định rồi. Chúng ta sẽ làm một nhóm. Lấy tên là gì bây giờ nhỉ? Cậu nghĩ ra không? Xem nào. Lấy tên là Thám Tử 2T. Không, hay lấy tên là Biệt Đội Thám Tử 12A. Cậu sẽ có tên là SML. Còn tôi sẽ có biệt danh là TXD, viết tắt của Trang xinh đẹp. Cái biệt danh gì mà nghe nó quê mùa. Mà cô bảo tôi biệt danh là gì không? Không có gì cả. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ truy tìm sự mất tích của Mập. Chúng ta sẽ lập ra một chuyên án để tìm hiểu sự mất tích đó. Thôi, học đi bà ơi. Thì dốt. Tôi sẽ đòi lại công lý cho Mập cùng với cậu. Thế cậu có manh mối gì chưa? Chỉ có mỗi confession đấy thôi. Ngoài ra, chưa có thêm thông tin gì cả. Đợi tôi một tí. Confession của cậu ấy bị xóa trên trang của trường rồi. Chứ còn gì nữa. Những cái tin như thế ai để trên web của trường? Mang tiếng chứ. Thế bây giờ phải làm thế nào để giúp cậu ấy nhỉ? Thế mà cũng đòi phá án. À, tôi nghĩ ra rồi. Bây giờ chúng ta gọi điện để hỏi cô chủ nhiệm vào ra. Tôi thông minh phết chứ tưởng đùa đâu. Alo. Dạ, em chào cô ạ. Cô ơi, cô cho em xin số điện thoại của bạn Nguyễn Hồng Nhung lớp mình được không ạ? Cô không có đâu. Em nên tập trung vào chuyện học hành, chứ đừng đi lo chuyện bao đồng nữa. Dạ, alo. Cô ơi, cô. Cô giáo bảo không có. Sao muốn giúp người mà khó thế không biết. Cậu nên cảm thấy may mắn vì có tôi ở đây. Đi. Đi đâu cơ? Cứ đi đi. Này, đợi tôi. Vào đây. Này, giờ này mà cậu mang máy tính ở phòng hội đồng để chơi game á? Đừng khinh thường những đứa chơi game. Cứ ngồi yên này, xem nè. Xong rồi đây, thấy đỉnh không? Uầy, cậu hack được Facebook của người ta hả? Cậu giỏi thế, cậu làm cách nào đấy? Cách nằm ở đây này, ngồi đấy mà xem. Confession của Mập đã bị xóa 17 phút sau khi đăng. Tại điện thoại của Mập. Cậu có cách nào lấy được số điện thoại của cậu hay không? Wait me one minute. Đây rồi.
Để tôi gọi thử xem nào. Máy. Thôi, để gọi lại sau đi. Để tôi kiểm tra tiếp. Có clip về đáng nghi này. Ừ, mở đi. Mở đi mà. Đây chẳng phải là thằng Sang lớp mình hay sao? Đây là... cậu này. Không được. Tôi có quà cho cậu này. Tớ có món quà muốn tặng cậu. Hy vọng cậu sẽ nhận. Cậu tớ có lẽ nào